chào quý vị các bạn. Và ngay bây giờ thì Duy đang có mặt tại sân vận động Mỹ Đình. Không khí ở đây thì đang cực kỳ sôi động. Và ngay bên kia là một dàn xe có thể nói là rất hấp dẫn. Vậy trong chương trình ngày hôm nay, trong video này, mời quý vị và các bạn cùng Bảo Duy tiến tới xem không khí chuẩn bị tại sân vận động Mỹ Đình như thế nào. Và trước tiên thì chúng ta sẽ đến ngay với dàn xe. Đây là chiếc S500. Đây rồi, màu đỏ, màu cờ sắc áo, chiếc F-Type. Chiếc này tiếng ống xả nghe rất phê, động cơ 3.0. Lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nghe thử cái tiếng ống xả của chiếc xe này. Đây, nữ hoàng đây rồi. Nổi bật nhất ở trong dàn xe này có lẽ chính là chiếc Rolls Royce Ghost Series 1. Chiếc này thì Duy nhớ không nhầm là sản xuất 2016 thì phải. Nếu như không nhầm nhá. Mustang, Ford Mustang, động cơ 3.5 EcoBoost là phiên bản mới nhất bây giờ. Và đây là một chiếc đã được nhập về, một cặp màu xanh, màu đỏ và màu vàng. Nhưng mà hiện tại ở showroom 568 Đường Láng thì đang có chiếc màu xanh để trưng bày. Và ngày hôm nay, chiếc xe này đã có mặt ở đây để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Đây là chiếc S500, cũng lại là một chiếc S500 nữa, một cặp trắng đen quý vị các bạn ạ. Bây giờ thì mời quý vị các bạn tiến ngay ra phía đầu xe. Đây, anh đi rồi. Nào, đây, mời quý vị các bạn. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Vô địch rồi còn gì nữa. Đây, mời quý vị các bạn cùng đến với phần đầu xe. Có hấp dẫn phải không? Rolls Royce Ghost F-Type. Cờ đỏ sao vàng. Rồi, mời quý vị và các bạn ngắm một dàn xe này đã. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến tiếp tới cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Thật sự ngay lúc này thì mặc dù mới chỉ có 12 giờ kém 20 thôi, nhưng mà khu vực sân vận động Mỹ Đình đang cực kỳ sôi động rồi ạ. Tất cả mọi người từ rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh thành đã bắt đầu đổ về đây để hòa chung không khí với đội tuyển Việt Nam. Đây là một bạn trẻ rất may mắn khi đang sở hữu trên tay một cặp vé của trận đấu ngày hôm nay. Bạn có thể chia sẻ về cái cảm xúc mà khi đã đặt được vé, bạn mua vé này là ở đâu? Em đặt qua mạng. Wow, bạn là một trong những người rất may mắn đấy. Thời gian vừa rồi thì cái việc mà đặt vé ở trên mạng để xem trận đấu ngày hôm nay là rất khó khăn. Vâng. Nên là ngay bây giờ thì xin chúc mừng bạn. Trước tiên cái chúc mừng bạn đã. Em cảm ơn anh ạ. Hên xui thôi anh ạ. Nhiều đánh lô ấy ạ. Nhiều đánh lô à? Vâng. Thế hôm qua đánh lô không? Hôm qua đánh 83 nhá. Hôm qua anh 83 xịt à? Hay là hai nháy à? Vâng. Ôi, quá hên luôn. Ông này phải đỏ nhất ngày hôm nay. Rồi, có lẽ là mời quý vị và các bạn tiếp tục ngắm xe. Nhìn cái chiếc Jaguar F-Type màu đỏ này nhìn mê quá các bạn ạ. Nếu như mà chúng ta có thêm những đề can hình ngôi sao màu vàng để dán vào cái nền đỏ này thì phải nói là tuyệt vời. Chiếc F-Type này thì đây quý vị các bạn để thấy phần cửa xe mu trần nhá. Quá mê. Lát nữa thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với tiếng ống xả. Quý vị và các bạn có muốn ngắm qua cái phần không gian nội thất của chiếc Ghost Series 1 hay không? Mời mọi người. Trước tiên là phần hàng ghế trước, phần ghế lái. Có đẹp không ạ? Quá đẹp. Quá đẳng cấp. Ngắm tiếp cái hàng ghế thứ hai.
tất cả cái phần nội thất của Rolls Royce Ghost này đều được trang bị cực kỳ đẳng cấp. Từ cái tấm thảm ở phía dưới lót sàn trở đi cũng được làm bằng những cái chất liệu là lông cừu. Cửa hít luôn ạ. Đây. Mời quý vị và các bạn tiến tiếp ra phần đầu xe để cùng tất cả những anh chủ đang ở showroom 568 Đường Láng để cùng cổ vũ, hô vang một câu khẩu hiệu cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Anh ơi, em mời các anh em mình đi ra đứng hết ở đầu xe MC Group nào. Đây đây, okay. Anh em mình cổ vũ đội tuyển Việt Nam phát. Nào. Cho anh cái máy gấu rộng ra trước nhá. Đây anh ơi, anh em mời anh vào. Chị ơi. Em mời anh chị vào. Đây. Em xem em đứng trước anh nhá. Chị đi vào đây, chị đi vào đây để có bọn em có quay cho. Em làm quản ca em hôm 23 Việt Nam vô địch nhá. Ok. Không chưa em ơi. Máy đâu rồi? Máy nhá. 1 2 3 Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Ủa, em cảm ơn. Bây giờ anh em mình định di chuyển xe đi một vòng anh. Vâng vâng, đây em đi cùng luôn. Được. Đây, bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng với cả đoàn xe đi diễu hành nhá. Bây giờ có lẽ là chúng ta đến ngay với cả chiếc ép tai ống xả đi. Nghe tiếng ống xả thế. Anh cho em xin ít tiếng ống xả nhé. Đây rồi. Đâu rồi, 3.0 ấy này, động cơ 3.0 ạ. Anh em đã cảm thấy sôi động chưa? Lại bảo không nhanh đi. Anh đóng mùi cho em phát được không? À, bây giờ mọi người cùng xem thao tác đóng mùi của chiếc Jaguar F-Type. Quá sexy. Thật sự là quá sexy. Động cơ 3.0. Việt Nam vô địch.